Vâng, em xin chào các bác. Này, hôm nay thì là em đây có cái con này em bán xả thành ý nhá. Con cơ 7 gích. Máy về thì em khẳng định luôn là nguyên zin, em không có động chạm, không sửa chữa gì nhá. Này. Đây, bỏ hẳn ra cho các bác xem luôn. Đấy, anh em thợ từ xa đi mua cho nó yên tâm. Đấy nhé, thì con này nó vẫn lên điện bình thường. Được chưa? Vẫn lên điện bình thường nha, cắm vẫn lên điện bình thường. Này để em cắm điện. Cắm điện bình thường nhé. Tuy nhiên thì là cái này là cho tiếng, cho tín hiệu vào thì là nó không ra tiếng nhé. Này đĩa vẫn ra vào được này. Ok chưa? Đĩa vẫn ra vào vốn, ok luôn. Đấy nhá. Nhưng mà gì cắm cắm điện mà cho nhạc vào thì nó lại không lên tiếng nhá. Và cái volume này thì nó có hơi có cái hiện tượng nó bị kiểu như dão dão ấy, giống như kiểu bị hơi sạo sạo, giống như kiểu bị nứt mạch than ở trong ấy. Giống kiểu vậy. Đấy. Thì nó không lên tiếng là vì thế nhá, thì là đấy em bán xả thành lý cho anh em về thay volume. Hoặc là kiểm tra đơn bị cái gì thì mình sửa mình bán nhé. Những con này bình thường là những con hàng nó đẹp. Đây, con này hàng đẹp này. Đấy. Bụi đẹp nhé mạ. Nắp máy đây. Chưa vệ sinh gì đâu. Về mọi người vệ sinh đi nhé. Đấy, vệ sinh mà ai bác nào thích thì có thể là cho nó mới hơn, bóng bẩy hơn thì có thể là sơn xi thì tùy. Nhá. Đấy thì những con hàng đẹp như này thì là khoảng tầm 800 một cái máy này. Thì con này đấy nó không đang không vẫn lên nguồn nhưng mà không ra tiếng nhá, thì là em bán là 400 anh em về đấy đồ nhá. Thì bác nào mà có nhu cầu thì mua thì alo cho em nhá. Đấy. Số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581 nhá. Xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.